Ok, trận đấu thứ nhất ở nội dung đôi nam, trận đấu thứ năm ở nội dung đồng đội giữa Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm 7-10 cho Bắc Ninh. Ok mọi người, một phần là đội Bắc Ninh cũng xác định là không thể đánh được Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sẽ giữ sức để thi đấu vào ngày mai với quân đội và Bắc Giang mọi người. Bởi vì đánh với quân đội ở Bắc Giang thì có cửa, đánh Hồ Chí Minh không có cửa thắng. Hay. Tập trung liên tục từ tay vợt nước con. Trận đấu này rất sẽ là một trận đấu hay. Cặp đôi trẻ đến từ Bắc Ninh vẫn đang rất cống hiến. Điểm số 8-10 rồi. Bắt lưới rất nhanh từ tay vợt Xuân Hưng, vẫn còn Đức Con đập cầu rất rát. Hay thế nhỉ? Chích kinh không? Múa. Múa rồi đấy. Múa rồi. Chính cầu rất hay, ăn rồi. 9-10 cho Bắc Ninh. Rất hay. Trung Đức phát cầu. Xong cái gì? Là gì đã có gì mà xong. Thủ cầu rất tốt. Hay thế nhỉ? Ai bảo chuyện này không hay. Hay quá mọi người, dùng chia sẻ đi đấy ạ. Thủ cầu rất tốt thì Xuân Hưng. Khán đài đang nóng lên rồi. Bắc Ninh đánh 4 trận thua cả 4 rồi em Nguyễn Thùy ơi. Nhưng trận thứ 5 này rất hay, cặp đôi trẻ của Bắc Ninh.